Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 20 tháng 9 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng xung đột với Nga cần được giải quyết để thế giới chuyển sang xử lý những thách thức toàn cầu cấp bách khác. Theo Reuters, đây là bài phát biểu trực tiếp đầu tiên của ông Zelensky trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022. Ukraine đang làm mọi cách để đảm bảo rằng sau này sẽ không ai trên thế giới có thể tấn công bất kỳ quốc gia nào khác. Việc vũ khí hóa phải được hạn chế, tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt, những người bị trục xuất phải quay trở lại nhà và người chiếm đóng phải trở về mảnh đất của mình. Chúng ta phải đoàn kết để làm được điều đó và chúng ta sẽ làm được. Đề cập đến các quốc gia Global South, nơi mà Kiev đang tìm kiếm sự ủng hộ trong cuộc đối đầu với Nga, ông Zelensky đề cập đến cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng tồi tệ và các thảm họa thiên nhiên, viện dẫn trận động đất gần đây ở Morocco và lũ lụt ở Libya. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh cần hành động để giải quyết xung đột và tập trung toàn bộ khả năng vào việc giải quyết những thách thức lớn của thế giới. Năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã trình bày kế hoạch 10 điểm, bao gồm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, Nga rút quân và chấm dứt chiến sự, cũng như khôi phục biên giới nhà nước Ukraine. Ông cho biết Kiev hiện đang nỗ lực hướng tới một hội nghị thượng đỉnh hòa bình dựa trên cơ sở đó, và ông sẽ trình bày chi tiết tại một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi không từ bỏ các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuyên bố này được ông đưa ra tại phiên tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh các nước trên thế giới cần tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, thiết lập hòa bình ở Ukraine phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng xung đột, đảo chính và hỗn loạn. Nếu mọi quốc gia thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiến chương, quyền hòa bình sẽ được đảm bảo. Khi các quốc gia vi phạm những cam kết đó, điều đó sẽ tạo ra một thế giới bất an cho mọi người. Chẳng hạn như cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chúng ta không được nhượng bộ trong việc thực hiện các hoạt động vì hòa bình. Một nền hòa bình công bằng phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng thế giới cần các sản phẩm thực phẩm của Ukraine, đồng thời cũng cần thực phẩm và phân bón của Nga để ổn định thị trường và đảm bảo an ninh lương thực. Tờ Der Spiegel của Đức hôm 19 tháng 9 cho biết Ukraine đã từ chối nhận 10 chiếc xe tăng Leopard 1 của Đức trong buổi lễ bàn giao ở thành phố Zezo, Ba Lan khi phát hiện những chiếc xe này bị hư hỏng và Kiev không có đủ kỹ sư linh kiện để thay thế hay tự sửa chữa. Berlin sau đó đã cử một đội kỹ thuật tới để kiểm tra lô xe, kết luận rằng chúng bị xuống cấp trong quá trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Đức và cần được bảo dưỡng trước khi đưa ra chiến trường. Bộ Quốc phòng Đức cho biết hai nước đang phối hợp để sửa chữa lại lô xe. Đây là lô Leopard 1 thứ 2 mà Đức chuyển giao cho Ukraine từ đầu chiến sự. Berlin hồi đầu năm cam kết phối hợp với Hà Lan và Đan Mạch để cung cấp cho Kiev hơn 100 chiếc Leopard 1 đã được tân trang. Một số chiếc trong lô đầu tiên mà Đức bàn giao cho Ukraine hồi tháng 7 cũng gặp vấn đề về kỹ thuật tương tự lô thứ 2. Đức trước đó đã phải rút trực tiếp 18 chiếc Leopard 2A6 trong biên chế để viện trợ cho Ukraine, dù quân đội Đức cũng cần mẫu xe tăng này. Một số chuyên gia phương Tây nhận định Leopard 1 vẫn có sức mạnh vượt trội so với các mẫu xe tăng chủ lực thời Liên Xô như T-72 của Nga, thêm rằng chúng sẽ phát huy hiệu quả sau khi được tân trang. Reuters dẫn thông tin của Rostec, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga ngày 19 tháng 9 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu đẩy nhanh sản xuất để đáp ứng nhu cầu đạt mục tiêu chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bekan Odoev, giám đốc công nghiệp của Rostec cho biết, sản lượng một số loại vũ khí đã tăng 2 đến 10 lần. Ông cho biết số lượng xe tăng, xe bọc thép, bệ phóng tên lửa, pháo, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander, hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Panzer và tên lửa siêu vượt âm Kinhan đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết số lượng vũ khí được sản xuất. Rostec là tập đoàn quốc doanh kiểm soát phần lớn ngành vũ khí của Nga, song nằm trong diện bị phương Tây trừng phạt. Tập đoàn này kiểm soát khoảng 800 thực thể cả dân sự và quốc phòng của Nga. Bộ Tài chính Mỹ gọi Rostec là nền tảng của các lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp, công nghệ về sản xuất của Nga. Trong một diễn biến khác, thị trưởng Kharkov Iho Terikov thông báo Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, vào rạng sáng ngày 19 tháng 9. Theo thị trưởng Terikov, tên lửa Nga đã tấn công một khu công nghiệp ở Kharkov nhưng không cung cấp thông tin về thương vong hay thiệt hại sau vụ tấn công. Các kênh Telegram cũng đưa tin về các vụ nổ ở thành phố này. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, là một trong những nơi bị pháo kích liên tục nhất kể từ khi chiến sự nổ ra.
Nga kiểm soát một số khu vực ở Kharkov, song tiếp tục triển khai các đợt đột kích cục bộ và những cuộc tấn công thăm dò vào lực lượng Ukraine. Vào sáng ngày 19 tháng 9, Nga cũng tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào thành phố Lviv ở phía tây Ukraine, khiến một người bị thương. Theo không quân Ukraine, các UAV của Nga đã xuất hiện trong không phận các vùng Lviv, Ivano-Frankivsk và Kamenitsky vào rạng sáng. Ukraine đã kích hoạt các hệ thống phòng không để đối phó với UAV của Nga. Thành phố Lviv được coi là một trong những nơi an toàn nhất của Ukraine. Tuy nhiên, gần đây, thành phố này đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công hơn. Lực lượng phòng không của Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 27 trong số 30 UAV do Nga phóng vào đêm qua và rạng sáng nay ngày 19 tháng 9, cùng một tên lửa đạn đạo Iskander. Một máy bay không người lái trinh sát của Nga cũng bị bắn rơi ở phía đông Ukraine. Tổng thống Zelensky ngày 17 tháng 9 đã đưa ra thông báo Ukraine đã giành lại Chichivka, khu vực chủ chốt ở đông Ukraine gần thành phố Bakhmut. Văn phòng của ông Zelensky đã đăng một video trên mạng xã hội cho thấy Ukraine đã kiểm soát được khu vực được xem là trọng yếu và rất quan trọng đối với cuộc phản công của Ukraine ở phía đông. Trong đoạn băng, thì một binh sĩ tuyên bố là nhiệm vụ giành lại Chichivka đã hoàn tất, đồng thời thì nhấn mạnh rằng Nga vẫn chưa từ bỏ những nỗ lực giành lại ngôi làng bằng mọi biện pháp. Thông tin về việc giành lại Chichivka diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine tuyên bố là tái kiểm soát Andriyevka, một khu vực chiến lược khác nằm gần với Bakhmut. Lia Zeplav, một người phát ngôn của quân đội Ukraine ở miền đông, cho biết là trận chiến này đã gây ra thiệt hại lớn cho không quân Nga, tiểu đoàn Akhmat, Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, lực lượng Stormzhes, cơ quan tình báo quân sự của Bộ Tổng tham mưu Nga và các đơn vị súng trường cơ giới của Moscow. Theo Sputnik, tại cuộc họp về kế hoạch ngân sách liên bang năm 2024 hôm 18 tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga đã phục hồi và nước này đã chống chọi thành công với áp lực trừng phạt từ phương Tây. Ông Putin tuyên bố, nhìn chung có thể nói rằng quá trình phục hồi nền kinh tế Nga đã hoàn tất, Nga đã chịu đựng được áp lực chưa từng có từ bên ngoài, sự tấn công dữ dội của giới tinh hoa cầm quyền trong khối phương Tây và ở một số quốc gia không thân thiện. Hơn nữa, tăng trưởng GDP của Nga có thể lên tới 2,5-2,8% vào cuối năm nay. Theo ông, GDP của đất nước đã đạt mức của năm 2021 và điều quan trọng bây giờ là Nga tạo điều kiện để phát triển kinh tế ổn định và lâu dài hơn nữa. Tổng thống Nga nhấn mạnh điều quan trọng là các doanh thu từ mặt hàng phi dầu khí cao hơn đáng kể so với số liệu năm ngoái. Ngoài ra, thu ngân sách dầu khí trong tháng 7, tháng 8 đã phục hồi, sắp xỉ mức của năm ngoái và tiếp tục tăng trưởng tích cực, có tính đến tình hình thị trường thế giới. Theo thống kê, Nga đã hứng chịu hơn 10.000 lệnh cấm vận sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Nga nhiều lần tuyên bố các lệnh trừng phạt nghiêm trọng của phương Tây nhằm vào Moscow đã thất bại vì chúng không thể khiến nền kinh tế Nga trở nên bất ổn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 20 tháng 9 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.